Thưa quý vị, theo bản tin của Bộ Y tế công bố 6 giờ sáng và 12 giờ trưa nay, Việt Nam ghi nhận thêm 141 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó Bắc Giang 90 ca, Bắc Ninh là 22 ca, thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Hà Tĩnh 5 ca, Hà Nội và Bình Dương mỗi địa phương 2 ca. Trong số này thì có 139 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã được phong tỏa. Như vậy thì tính đến 12 giờ hôm nay, Việt Nam có 8.682 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3.310 ca đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có 376 người âm tính từ 1 đến 3 lần. 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong sáng nay thì tiếp tục có thêm 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Đây là các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang. 21 bệnh nhân này đều là những công nhân tại các khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, huyện Việt Yên. Tại thời điểm xuất viện, các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, khỏe mạnh, không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường. Có mặt tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị sau khi xuất viện, các bệnh nhân cần thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú 14 ngày theo đúng quy định và thực hiện tự theo dõi sức khỏe, báo ngay với y tế cơ sở khi có biểu hiện bất thường. Liên quan đến thông tin một nam công nhân ở Bắc Giang tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế Bắc Giang cho biết các chuyên gia đã khẳng định đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên. Sau 2 ngày tiêm vaccine thì xảy ra xuất huyết não, trên người có dị dạng mạch máu não. Do vậy, tử vong là do xuất huyết não chứ không liên quan đến vaccine ngừa COVID-19. Đợt dịch lần thứ tư này được các chuyên gia nhận định là có diễn biến phức tạp, khó lường, mà nguyên nhân được cho là do chủng virus SARS-CoV-2 đã có biến thể, khiến cho khả năng lây lan nhanh hơn gấp 1,7 lần và tỷ lệ bệnh nhân nặng thì cũng cao hơn cả những người không có bệnh nền. Để phù hợp với tình hình thực tế, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có những điều chỉnh về các cái biện pháp phòng chống dịch cũng như là cách đánh giá về nguy cơ, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giãn cách, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Gần 700 trường hợp F1 vừa được chuyển từ khu cách ly tập trung trường quân sự Sơn Tây về khu cách ly ký túc xá của Đại học FPT sau khi nghi ngờ có ca lây nhiễm chéo trong cùng một phòng. Người thanh niên này cho biết khi về đây, số lượng người cùng phòng đã giảm nhiều lần nên anh cảm thấy an toàn hơn. Bình thường 14 người này chung nhau nhà vệ sinh. Về đây thì trong ngày thôi mình có 2 người, xa trong ngày không ngờ được chéo. Số lượng chỗ của ký túc xá Đại học FPT có thể đáp ứng được trên 2.000 người. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ lây nhiễm, số lượng tiếp nhận thực tế đã giảm xuống hơn một nửa. Trung tâm Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vậy. Nếu như trước đây mỗi phòng có từ 6 đến 8 người, thì nay để đảm bảo giãn cách, mỗi phòng nhiều nhất là 4 người. Người của phòng này không được giao lưu với người phòng khác. Mặc dù là những người thân ở trong gia đình, tuy nhiên là tất cả mọi người trong gia đình em thì mỗi người đều ở một giường và không có ai nói chuyện hay qua lại với nhau cả. Nhà em không mở cửa ra ngoài một chút nào cả, ngoài cái việc là vứt rác hoặc là lấy đồ ăn vào thôi ạ. Chuyện là lây chéo cách ly thì mình hạn chế ra ngoài tiếp xúc với mọi người, thì ở trong phòng nhiều hơn và giữ khoảng cách an toàn khi mà đi ra ngoài. Hiện nay là tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và hiện tại là đang là theo dõi y tế cho cháu và nhà anh. Do vậy là đề nghị anh với cháu là ở lên phòng này để lực lượng bác sĩ sẽ kịp thời can thiệp. Tại mỗi cơ sở cách ly đều có phòng đệm để tách riêng trường hợp nghi ngờ dương tính và theo dõi trước khi có kết quả khẳng định. Đồng thời, để giảm nhân lực giám sát tại chỗ, tránh nguy cơ lây lan, tất cả các khu cách ly đang hoàn thiện việc lắp đặt camera giám sát từ xa. Hà Nội cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cách ly cho kịch bản 1.000 ca mắc COVID-19. Thường trực của Ban Nội vụ có chủ trương, chúng tôi là sẽ chuẩn bị 73 cái cơ sở cách ly với dung lượng là trên 30.000 người để sẵn sàng có thể tiếp nhận và cách ly tập trung. Nhưng mà theo hướng là sẽ giảm cái mật độ các khu cách ly tập trung ở trong nội thành. Hiện nay thì đang tích cực chuẩn bị ra các huyện và thị xã Sơn Tây. Giãn cách này so với lại giãn cách của đợt dịch năm 2020 là chúng ta có làm nó rộng hơn để bảo đảm cái thông thoáng. Thế và đặc biệt là các cái phòng có điều hòa là cũng không được sử dụng.
Hà Nội cũng đang dịch chuyển dần các khu cách ly cho các chuyên gia từ nội thành ra ngoại thành. Trong đó tính đến cả phương án cách ly trường hợp F1 tại khách sạn nếu đảm bảo các điều kiện phòng dịch.